Chào mừng các bạn đã đến với Mạnh Cường Blog. Thì hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm chùa nghệ sĩ, nơi mà yên nghỉ ngàn thu của các nghệ sĩ. Hiện tại thì chúng ta đang đến thăm mộ của nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh, một người nghệ sĩ tài hoa. Nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh sinh năm 1967 và mất năm 1996, hưởng dương 30 tuổi. Chắc hẳn những ai ở thế trước đều biết diễn viên Lê Công Tuấn Anh, một người diễn viên tài hoa, vấn số. Vào những năm 1990, màn ảnh Việt chứng kiến một người nghệ sĩ tài năng tuyệt vời. Đây là ngôi mộ mà do bạn bè và gia đình lập mộ để đưa anh về chùa nghệ sĩ hay an nghỉ của các nghệ sĩ tài hoa. Ở nơi đây quy tụ rất là nhiều mộ của các nghệ sĩ, như là nghệ sĩ Lê Tấn Tài, mà những người con của ông là Tấn Beo. Đây là mộ của nghệ sĩ Hữu Lợi. Chúng ta đang đi qua những hàng cây để đến với mộ của nghệ sĩ Phùng Háo. Nghệ sĩ Phùng Háo tên thật là Trương Phùng Hảo, sinh năm 1911, tức là năm Tân Hợi, và mất năm 2009, là Kỷ Sửu. Ở đây thì khuôn viên rất là đẹp. Các nghệ sĩ được đưa về đây với dưới không khí và bóng mát của những hàng cây. Nghệ sĩ Phùng Há thì hưởng thọ 99 tuổi, sống rất là thọ. Không khí ở đây thì rất là yên tĩnh, mặc dù là bên ngoài xe cộ khá đông đúc, nhưng mà ở trong này thì mọi thứ vẫn rất là yên tĩnh. Chúng ta vừa thấy đó là tháp cốt của nghĩa trang. Đây là một trong những người mà chăm sóc cho nghĩa trang, và chú ấy rất là nhiệt tình, hướng dẫn cho mọi người, rồi dẫn mọi người đi khắp nơi để giới thiệu về những người nghệ sĩ tài hoa của chúng ta. Mọi người đang thắp hương cho những người nghệ sĩ. Chắc hẳn là những người ở trong những cái thập niên trước thì có những người đã lớn tuổi cũng đều rất là mê những người nghệ sĩ này. Họ đều là những nghệ sĩ mà có tầm ảnh hưởng rất là lớn, mang lại những tiếng cười cho mọi người. Chúng ta đang đi được dạo một vòng ở chùa nghệ sĩ, và hiện tại thì đang tới mộ của nghệ sĩ Thanh Nga. Chắc hẳn những ai ở Sài Gòn vào trước năm 1975 thì đều nhớ đến nghệ sĩ Thanh Nga.
Nghệ sĩ tranh Nga tên thật là Nguyễn Thị Nga. Sinh năm 1942, mất năm 1978. Để mọi người đang dành những phút tri ân cho nghệ sĩ Thanh Nga. Nên là mỗi ngày có người đến đây thì cái chú bảo vệ ở đây cũng như là người chăm sóc ở đây đều dẫn mọi người đi khắp nơi. Đây là chú ớn. Cô Đông Thi, một người cũng rất là hâm mộ nghệ sĩ Thanh Nga.